Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa ông, Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng túi ni lông nhiều nhất trên thế giới. Và thực tế thì để hạn chế túi ni lông thì chúng ta cũng đã có công cụ thuế, đặc biệt là thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông để có thể là hạn chế sử dụng cái mặt hàng này. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về tác động của chính sách thuế này trong thực tế ạ? Công cụ thuế bảo vệ môi trường là một cái công cụ được sử dụng nhiều trên thế giới để giải quyết vấn đề túi ni lông này. Đấy, với hai cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là thay đổi hành vi. Mục tiêu thứ hai là tạo ra nguồn thu cho ngân sách nhà nước và sau đó sử dụng cái nguồn thu đó để xử lý, áp dụng các cái giải pháp về bảo vệ môi trường. Thế tuy nhiên là tại Việt Nam của chúng ta thì có thể thấy là cái thuế bảo vệ môi trường đã được áp dụng từ rất là lâu rồi. Nhưng theo thống kê của các cơ quan thuế cũng như là các cơ quan kiểm toán thì cái lượng thuế bảo vệ môi trường thu được từ túi ni lông đang giảm. Trong khi đó thì số lượng túi ni lông ở trên thị trường chúng ta thấy lại là tăng lên. Thế thì đấy là một cái tín hiệu của việc là chúng ta đang có một cái sự thất thu thuế. Vâng thưa ông, nhiều quốc gia trên thế giới đã áp mức thuế bảo vệ môi trường cao, thậm chí là cấm sản xuất và sử dụng mặt hàng túi ni lông cũng như là đồ nhựa dùng một lần. Vậy theo ông, khung và mức thuế bảo vệ môi trường đối với sản phẩm túi ni lông của chúng ta hiện nay so với các nước trên thế giới là cao hay thấp ạ? Mức thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông của chúng ta hiện nay theo luật thuế bảo vệ môi trường là 50.000 đồng trên 1 kg túi ni lông. Thế và theo một cái loại túi ni lông tiêu chuẩn thì 1 kg tương đương với khoảng 100 túi. Điều này tương ứng với khoảng 500 đồng trên một túi ni lông tiêu chuẩn tiền thuế. So với một số quốc gia trên thế giới đã áp dụng cái công cụ thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông, ví dụ như tại Ireland thì mức thuế hiện nay đang áp dụng là 0,22 euro trên một túi, tương ứng với khoảng 6.000 đồng trên một túi. Tại Hồng Kông thì gần đây cái mức thuế đã được điều chỉnh tăng lên là 1 đô la Hồng Kông trên một túi, tương ứng với khoảng 3.100 đồng. Tại Indonesia thì mức hiện nay cũng tương ứng với khoảng 800 đồng Việt Nam trên một túi. Thế như vậy là so với cái mức thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông tiêu chuẩn của Việt Nam hiện nay, mức thuế của các quốc gia kể trên là cao hơn. Hầu hết các quốc gia trên thế giới thì đều có lộ trình tăng thuế bảo vệ môi trường trong cái xu hướng mà túi ni lông hiện nay đang gây ra những cái tác hại môi trường. Thưa quý vị, chỉ vì một phút tiện lợi mà con người đang phải trả giá bằng cả sức khỏe và môi trường sống để hạn chế tiến tới chấm dứt sử dụng túi ni lông, một giải pháp được các đại biểu Quốc hội, chuyên gia đề xuất là áp thuế thật cao đối với mặt hàng này để các doanh nghiệp tính toán hạn chế nhập và sản xuất các loại ni lông độc hại. Và khi giá túi ni lông đắt đỏ thì người dân cũng sẽ hạn chế sử dụng. Nhiều nước trên thế giới đang áp dụng mức thuế môi trường cao hoặc cấm sản xuất, bán, sử dụng túi ni lông. Ví dụ, Anh 5 penny một túi, tương đương 1.400 đồng một túi. Ireland 22 cent một túi, tương đương 6.600 đồng một túi. Hồng Kông, Trung Quốc 50 cent một túi, tương đương 1.500 đồng một túi. Estonia đang dự kiến thu thuế đối với túi ni lông ở mức 2 krun trên một túi, tương đương 3.000 đồng một túi. Trong khi đó, tại Việt Nam, thuế bảo vệ môi trường đối với 1 kg túi ni lông tương đương khoảng 200 đến 300 túi túi, hiện là 50.000 đồng 1 kg. So với các nước, có thể thấy khung và mức thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông của Việt Nam là rất thấp. Và vì không phải chịu áp lực về thuế, nên đây là một trong những nguyên nhân chính khiến túi ni lông xuất hiện nhiều trên thị trường, sau đó phần lớn bị xả ra môi trường. 50.000 một kg túi ni lông, mà cái 1 kg đấy cực kỳ nhiều. Và nó sản xuất ra thì giá cũng rất là rẻ. Chia sẻ với lại cái mong muốn là đánh thuế nặng thêm, không phải là 50.000 mà có thể nghiên cứu để ra một cái mức nhiều hơn thế. Trước hết là các anh sản xuất ấy, sản xuất ra cái túi đấy là phải chịu cái thuế đầu tiên. Thế rồi khi mà những người mua hàng ấy thì sử dụng, chúng tôi cũng đã sang ở châu Âu, anh mà lấy một cái túi ni lông mà cái túi đựng mà khó phân hủy ở cửa hàng ấy, thì anh phải trả thêm tiền. Đấy.
chứ không phải là cho không. Theo nhiều ý kiến đề xuất, một trong những bước đi cần thiết là xem xét đánh thuế thật cao để hạn chế việc sản xuất và sử dụng tràn lan túi ni lông, chai nhựa như hiện nay. Cùng với đó, có thể nghiên cứu nhiều cách tính thuế khác nhau và cũng cần có biện pháp thanh kiểm tra, nâng cao hiệu quả thực thi việc thu thuế. Mức thuế đó sẽ được chuyển thành kinh phí bảo vệ môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp tái chế, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường. Như vậy mới hạn chế được rác thải nhựa, túi ni lông tràn lan hiện nay. Tôi nghĩ là công cụ thuế là một trong những công cụ mà chủ đạo bên cạnh những cái công cụ khác để giảm thiểu sử dụng những cái sản phẩm nhựa. Thì tôi nghĩ là chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của các cái quốc gia khác trong việc tăng thuế hơn nữa để hạn chế cái việc sử dụng. Chúng ta tính toán hiện nay có thể áp dụng 50.000 cho 1 kg, thì chúng ta có thể áp dụng tăng thêm. Bên cạnh đó thì có thể áp dụng nhiều cái cách tính khác, chứ không chỉ là tính đồng trên 1 kg, mà tính có thể tính từng thuế cho từng cái sản phẩm. Nếu mà dùng một lần thì nó sẽ làm giảm cái việc sử dụng. Tôi cũng đồng tình, tức là cái việc là cần phải tăng cái mức phí lên đối với túi ni lông, đặc biệt là túi ni lông không thân thiện với môi trường, để người ta giảm cái sử dụng đi, đúng không? Khi mà mỗi lần mà người ta dùng thì người ta phải trả một mức phí, và lúc đó là buộc người ta phải suy nghĩ dùng hay không dùng, và như vậy thì sẽ hạn chế hơn. Cùng với công cụ thuế, theo các chuyên gia cũng cần thực hiện đồng bộ các giải pháp khác như phân loại túi thải ngay từ nguồn, có các biện pháp xử lý rác thải phù hợp, tuyên truyền ý thức của người dân trong việc xả thải, các giải pháp về chế tài xử phạt cần đủ mạnh. Tôi cho là việc đánh thuế là cần thiết, nhưng mà cái quan trọng là cái độ chín của thuế này đã đủ chưa? Là một mặt chúng ta dần cấm sản xuất, cấm nhập khẩu lậu. Cái thứ hai phải có chính sách để phát triển túi ni lông sạch. Cái thứ ba phải có cái giáo dục toàn thể cộng đồng, cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhận thức về vấn đề túi ni lông bẩn nó tác hại như thế nào. Vâng thưa ông, tăng thuế biến túi ni lông trở thành một mặt hàng đắt đỏ thì đang là một giải pháp được nhiều đại biểu và các chuyên gia đề xuất để giảm thiểu cái việc sử dụng túi ni lông trên thị trường hiện nay. Vậy theo ông thì ông nhận định như thế nào về đề xuất này, và chúng ta nên tính thuế như thế nào để việc thực thi thuế được hiệu quả? Tôi cũng rất là đồng thuận với ý kiến này. Tuy nhiên là cũng cần nhấn mạnh là cái cách đánh thuế của chúng ta là một cái yếu tố mà có lẽ quan trọng hơn trong việc cần phải có sự thay đổi hiện nay. Nhiều quốc gia hiện nay đã chuyển sang đánh thuế trên số lượng túi thay vì là trên khối lượng. Đấy, thì đã giúp cho cái việc tính thuế nó được chính xác hơn. Cái điểm thứ hai đó là nhiều quốc gia hiện nay khi mà họ đánh thuế trên túi ni lông, số lượng túi được mua bán ở trên thị trường, thay vì là hiện nay chúng ta đang đánh tại Việt Nam, đấy là đánh trên số lượng túi được sản xuất ra. Đấy, và công cụ thuế bảo vệ môi trường, khi chúng ta đánh thuế vào người sản xuất hay người tiêu dùng thì cái gánh nặng thuế sẽ được thị trường điều tiết để chia cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Cái việc mà chúng ta thực hiện là điều chỉnh đánh thuế trên cái túi ni lông được mua bán đấy, thì nó chỉ có tác dụng là giúp cho chúng ta thu được đúng và đủ cái lượng thuế mà chúng ta cần thu, và điều này cũng sẽ dễ dàng hơn đối với người tiêu dùng trong việc điều chỉnh hành vi. Rõ ràng tăng thuế đối với túi ni lông sẽ chỉ là một trong những biện pháp được đề xuất để có thể giảm thiểu tác hại của mặt hàng này. Vậy theo ông, cùng với đó chúng ta cần phải thực hiện những giải pháp gì để túi ni lông không còn là nỗi ám ảnh đối với môi trường ạ? Thứ nhất là cần phải có sự tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân có thể điều chỉnh hành vi đúng với cái mục tiêu của công cụ thuế đó. Điểm thứ hai tức là khi mà chúng ta đánh thuế, có nghĩa là chúng ta đang muốn giảm cái việc sử dụng cũng như sản xuất cái túi ni lông. Đấy. Thế thì chúng ta cần phải tạo ra các sản phẩm thay thế cho cái túi ni lông đó, để người tiêu dùng có thể không sử dụng sản phẩm túi ni lông thì sử dụng sản phẩm khác, đúng không ạ? Việc phát triển các cái sản phẩm thay thế là một cái yêu cầu rất là cấp thiết hiện nay tại Việt Nam. Cái lộ trình đã được đề ra của Luật Bảo vệ Môi trường vào năm 2026 thì chúng ta sẽ cấm nhập khẩu cũng như sản xuất các cái sản phẩm túi ni lông có kích thước nhỏ hơn 50x50cm và độ dày nhỏ hơn 50 micromet, cũng như một số các sản phẩm nhựa dùng một lần này. Và năm 2031
thì chúng ta sẽ hoàn toàn dừng cái việc sản xuất, sử dụng và nhập khẩu các sản phẩm túi ni lông không phân hủy sinh học. Để mà có thể thực hiện được cái lộ trình này thì đòi hỏi chúng ta phải có những bước chuẩn bị rất là kỹ trước đó. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, các tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là một trong 10 nước trên thế giới có tỷ lệ rác thải nhựa xả ra môi trường, nhất là môi trường biển cao nhất. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu trung bình 10% số lượng chất thải nhựa và túi ni lông không được tái sử dụng mà thải bỏ, thì lượng rác thải nhựa ở Việt Nam sẽ xấp xỉ 2,5 triệu tấn một năm. Con số này đang đặt ra một cảnh báo đỏ cho môi trường và giải pháp mạnh về thuế thôi là chưa đủ. Vậy các quốc gia trên thế giới đã có những giải pháp, kinh nghiệm gì để hạn chế túi ni lông mà Việt Nam chúng ta có thể học hỏi? Mời quý vị sẽ cùng chuyển sang mục Câu chuyện quốc tế. Trong những năm qua, hơn 500 thành phố ở 28 tiểu bang trên toàn nước Mỹ đã thông qua hàng trăm chính sách hạn chế phân phối túi nhựa sử dụng một lần. Đặc biệt, chính quyền tại 12 tiểu bang thậm chí đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn loại túi nhựa này. Tại một số bang khác, người dân cần phải trả khoản phí 10 xu Mỹ, khoảng 2.500 đồng để mua các loại túi nhựa dày hơn, có thể tái sử dụng được. Sau khi được áp dụng kể từ năm 2021, các chính sách này đã làm giảm rõ rệt số lượng túi nhựa sử dụng một lần tại Mỹ. Số liệu ở 5 tiểu bang với tổng dân số hơn 12 triệu người là New Jersey, Vermont, Philadelphia, Oregon và California cho thấy lệnh cấm đã làm giảm khoảng 6 tỷ túi nhựa được tiêu thụ mỗi năm. Số lượng túi đủ để vòng quanh trái đất 42 lần. Điểm mấu chốt là việc cấm túi nhựa đã thực sự có hiệu quả. Hàng triệu người dân đã nhận ra rằng họ có thể sống mà không có túi nhựa và dần quen với việc tự mang túi khi đi mua sắm nếu có thể. Điều đó có nghĩa là ít rác thải ra môi trường hơn và thế hệ tương lai của chúng ta sẽ sống trong một trái đất ít ô nhiễm hơn. Còn tại Anh, quy định về thu phí khi sử dụng túi ni lông chính thức có hiệu lực kể từ năm 2015. Theo đó, quốc gia này áp dụng chính sách tính phí 5 xu khoảng 1.600 đồng cho mỗi túi nhựa. Đến năm 2021, mức phí này đã được tăng lên gấp đôi, áp dụng với tất cả các nhà bán lẻ có quy mô hơn 250 nhân viên. Theo nghiên cứu công bố vào năm ngoái, số lượng túi ni lông tiêu thụ hàng năm của 7 chuỗi siêu thị hàng đầu tại Anh đã giảm mạnh, từ 7 tỷ túi vào năm 2014 xuống còn 133 triệu túi trong năm 2023. Trên phạm vi rộng hơn, lượng túi nhựa dùng một lần được tiêu thụ tại các siêu thị của Anh đã giảm hơn 98% so với cách đây 10 năm, khi chính sách đánh thuế túi nhựa lần đầu tiên được ban hành. Kết quả giảm 98% túi nhựa sử dụng một lần cho thấy việc đánh thuế túi nhựa tại các điểm bán hàng là một chính sách phù hợp giúp thay đổi thói quen sử dụng túi nhựa của người tiêu dùng. Đánh thuế đối với túi nhựa là một trong một số các biện pháp trong mục tiêu giảm sản xuất nhựa sử dụng một lần nói chung ở Anh. Tuy nhiên, các nhà hoạt động vì môi trường Anh nhận định đây chỉ là những kết quả bước đầu trong một hành trình dài hơi hơn nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa. Trong tương lai, nước Anh cần đặt ra các mục tiêu giảm thiểu và tái sử dụng túi nhựa, đồng thời tiếp tục ban hành và thực hiện hiệu quả các chính sách hạn chế khác. Chuyển sang mục tương lai của năng lượng. Thưa quý vị, việc tạo ra các nguồn nhiên liệu sinh học mới là một trong những bước quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Với cam kết mạnh mẽ về việc phát triển năng lượng sạch, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải qua sáng kiến tái chế dầu ăn đã qua sử dụng thành nhiên liệu sinh học. Được thành lập vào năm 2010, công ty nhiên liệu sinh học Luta có trụ sở tại Dubai đã nghiên cứu sản xuất nguồn nhiên liệu thay thế hữu ích từ dầu ăn cũ. Mỗi tháng, công ty thu thập khoảng 500.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng từ nhiều doanh nghiệp địa phương, sau đó tái chế loại chất thải này thành dầu diesel sinh học và một số sản phẩm khác. Chỉ trong năm 2023, công ty đã sản xuất hơn 770 tấn nhiên liệu sinh học từ dầu ăn đã qua sử dụng. Nhà máy của chúng tôi có thể sản xuất 100 tấn nhiên liệu sinh học mỗi ngày và sản lượng còn có thể tăng lên. Nhiên liệu sinh học là một trong số những cách thức bền vững mà chúng ta đang tìm kiếm nhằm bảo vệ môi trường, không chỉ trong lĩnh vực giao thông mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Việc sản xuất dầu diesel sinh học từ dầu ăn đã qua sử dụng là một phương thức hữu ích để có thể cắt giảm lượng khí thải carbon trong ngắn hạn, trong bối cảnh việc đưa các nhiên liệu chạy bằng điện vào sử dụng rộng rãi vẫn còn nhiều thách thức. Tôi nhận thấy việc sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu ăn đã qua sử dụng rất hữu ích trong việc giảm lượng khí thải carbon.
Tuy nhiên, nguồn cung loại nhiên liệu này hiện còn hạn chế. Đối với các ngành giao thông đang phát triển phương tiện chạy bằng điện như xe tải và hàng không, tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội để phát triển và kết hợp sử dụng nhiên liệu tái tạo cho các phương tiện hiện có. Sáng kiến biến dầu ăn cũ thành nhiên liệu xanh là một phần trong chuỗi các mục tiêu phát triển bền vững được chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đặt ra năm 2023, bao gồm tăng tỷ lệ năng lượng sạch trong tổng cơ cấu năng lượng lên 30% vào năm 2030 và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Nhiên liệu được làm từ dầu ăn đã qua sử dụng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực giao thông vận tải tại quốc gia này. Thưa quý vị, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường hay còn gọi là vật liệu xanh đang trở thành một xu thế tất yếu và là mục tiêu định hướng cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Tại khu du lịch Mộc Châu Islands, công trình nhà tre sắp được công nhận là nhà tre lớn nhất thế giới. Đây là công trình xanh điển hình về kiến trúc nổi bật giữa đại ngàn Tây Bắc, mang đậm nét mộc mạc và thân thiện với môi trường. Phóng sự sau đây cũng sẽ khép lại chương trình COP26 ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng bên công trình nhà tre có tên là Ta Bamboo, được xây dựng bởi hơn 60.000 cây tre tầm vông, mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường. Đây là công trình điển hình cho việc sử dụng vật liệu xanh trong ngành xây dựng. Đặc biệt thì công trình này cũng đang chờ được công nhận là công trình nhà tre lớn nhất thế giới. Với diện tích ấn tượng 2.950 m², nhà tre Ta Bamboo nằm trong quần thể khu du lịch Mộc Châu Iceland là kiến trúc nổi bật giữa đại ngàn Tây Bắc. Thiết kế vừa truyền thống vừa mang nét hiện đại. Bước vào không gian của Ta Bamboo là bước trở về với những vẻ đẹp mộc mạc chân thành nhất. Với tiêu chí phát triển du lịch xanh, thì nhà đầu tư chúng tôi đã cùng với các kiến trúc sư rất là nỗ lực trong việc mà tìm kiếm các cái vật liệu mà thân thiện môi trường. Tất cả đều sử dụng là thân cây tre. Và trên mái thì là lợp mái lá. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng được vật liệu xây dựng là cùng gốc từ tự nhiên mà cũng mang nét truyền thống. Ý nghĩa quan trọng hơn nữa đấy là chúng ta phát triển các công trình xanh thân thiện môi trường và hạn chế những cái mà rác thải, chất thải ra môi trường. Bắt nguồn từ cảm hứng về truyền thuyết hang chim thần, các kiến trúc sư đã tạo hình ngôi nhà tre thành con chim thần khổng lồ đang xả cánh xuống thung lũng với ý nghĩa bảo vệ cho dân bản, đem lại sự may mắn phồn vinh. Các cột tre được khéo léo, tỉ mỉ tạo thành khao cút, một biểu tượng văn hóa không thể thiếu trong kiến trúc nhà sàn người Thái Tây Bắc. Với sức chứa lên đến hơn 2.000 người, đây là nơi tái hiện lại bản làng xa xưa của người dân tộc Thái với những giá trị về văn hóa, tinh thần. Sự kết hợp giữa kiến trúc độc đáo và nguyên liệu truyền thống đã tạo nên bản sắc riêng của nhà tre Ta Bamboo. Điều này cũng tạo cảm giác hài hòa, gần gũi với thiên nhiên cho mỗi du khách đặt chân tới. Thơ nhưng mà nó rất là thân thiện với môi trường, mới là hợp với cái dân Việt Nam. Cái môi trường thì cũng là tuyệt vời, rất là thân thiện. Đặc biệt, với việc sử dụng 100% vật liệu xanh từ thiên nhiên đã giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường trong suốt quá trình khai thác, chế tạo, vận chuyển, thi công, sử dụng và ngay cả khi phá dỡ. Đối với nhà tre, mùa hè rất là mát và mùa đông thì rất là ấm. Do vậy mà chúng tiết bằng năng lượng cũng như là sau này khi mà hết thời gian sử dụng thì cái việc phá hủy, dỡ bỏ nó cũng sẽ không ảnh hưởng môi trường. Có thể nói, công trình nhà tre đã góp phần lan tỏa tinh thần sống xanh cho mọi người và đóng góp vào chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.